Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo khoa học 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông. Khởi tố vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại thủ đô Hà Nội và trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh thành. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, nhà văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng ta về vị trí vai trò tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sau 80 năm, những tư tưởng của đề cương vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận hai nội dung chính là giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam, văn hóa con người Việt Nam, nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, các đại biểu đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam, phát huy giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, vai trò và xu hướng chuyển đổi số trong phát triển văn hóa con người Việt Nam, vận dụng giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam trong bảo tồn di sản văn hóa, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Hội thảo đã thống nhất đánh giá ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn mang tầm thời đại và sức sống lâu dài bền vững của đề cương về văn hóa Việt Nam. Sự ra đời của đề cương đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, thể hiện ý chí nguyện vọng của cả dân tộc, trở thành ngọn cờ tập hợp cổ vũ nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đề cương về văn hóa Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống chính trị văn hóa của dân tộc ta. Giá trị lớn lao và sức sống bền vững của đề cương để lại nhiều bài học quý báu như bài học về sự kiên định kế thừa và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, bài học về sự hài hòa và toàn diện giữa ý Đảng lòng dân, bài học về phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tính năng động sáng tạo đoàn kết của các chủ thể văn hóa và bài học về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Ngành y tế đã nỗ lực góp phần giúp tỉnh Hưng Yên thoát nhanh khỏi cuộc chiến với đại dịch COVID-19 và có sự trưởng thành vượt bậc trong thời gian qua. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi đến chúc mừng ngành y tế tỉnh Hưng Yên trong sáng nay nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Tặng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh Hưng Yên dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định đây là một trong số ít nghề được xã hội trân quý, gọi với danh xưng là thầy. Đảng và nhà nước luôn ghi nhận, tri ân những đóng góp của những chiến sĩ áo trắng đối với việc chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đây là những đóng góp thầm lặng, thậm chí có không ít sự hy sinh, cống hiến. Những yêu cầu, cái thế và lực của ngành y của chúng ta đã được cải thiện hơn rất nhiều. Và nghe những đánh giá của lãnh đạo Bộ Y tế về sự đổi mới và phát triển y tế của tỉnh Hưng Yên của chúng ta, tôi cũng rất phấn khởi. Kể cả cơ sở vật chất, về kỹ thuật khám chữa bệnh của chúng ta, cái hệ thống y tế cơ sở phủ rộng, cùng với việc chăm lo phát triển đội ngũ y bác sĩ ở cơ sở
cũng là điều kiện rất là quan trọng giúp chúng ta cải thiện cái chất lượng dịch vụ y tế cung cấp cho người dân. Đại dịch Covid-19 qua đi, chúng ta thấy là chúng ta cả hệ thống y tế cùng với cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chúng ta vào cuộc rất là quyết liệt, và chúng ta đã xuất hiện những cái tấm gương tận tụy, gương mẫu hy sinh ở tuyến đầu để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, và được nhân dân cũng như là lãnh đạo tỉnh hết sức là ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, toàn ngành y tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất là tình yêu nghề, vun bồi y đức, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, và sẽ có sự đột phá hiện đại hóa để phát triển đi lên ngang tầm cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 3 năm kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và đối mặt với những tình huống dịch bệnh chưa từng có tiền lệ, căng mình trải qua biết bao khó khăn, thử thách và cả những mất mát hy sinh cùng với toàn ngành y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Hệ thống y tế cơ sở tại Hưng Yên đã từng bước trưởng thành hơn trong cả năng lực chuyên môn đến kinh nghiệm, kỹ năng làm việc để phát huy vai trò là tuyến y tế quan trọng và gần dân nhất. Áp lực của chúng tôi là rất là nặng nề. Anh chị em vừa làm ở thôn, vừa đi trực chốt ở các đường 5B, đêm hôm rất là khổ sở. Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, một trong những tâm dịch đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Cuộc chiến chống dịch không có chế độ thử mà phải vào cuộc làm thật ngay. Các y bác sĩ của trạm y tế xã làm việc liên tục với những khó khăn vất vả và áp lực luôn thường trực. Nhưng cũng chính trong dịch bệnh, những kỹ năng được trau dồi, sự gắn bó, tin tưởng giữa người dân và lực lượng y tế cơ sở đã gần gũi hơn. Để rồi khi dịch bệnh dần ổn định, mọi nhiệm vụ được thực hiện với kết quả tốt nhất, trở thành điểm đến tin tưởng của người dân. Trong đợt dịch thì tôi cảm thấy là các y bác sĩ làm cực khổ nhiều hơn và phải chạy đua với thời gian. Khi dịch qua rồi thì cảm thấy tốt hơn, mình không phải đi xa, đi lên trên tỉnh, đi trên huyện nữa, mà mình có thể đi đến xã để nhờ bác sĩ thăm khám cho mình. Tôi cảm thấy gần gũi hơn. Bác sĩ Phạm Hoàng Hà, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, là một trong những y bác sĩ của tỉnh Hưng Yên tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày dịch cam go nhất. Trực tiếp tham gia điều trị, tiếp xúc với những tình huống ca bệnh phức tạp và sơ cấp cứu cho người bệnh mà trước đây ít gặp ở tuyến y tế xã. Với bác sĩ Hà, đây chính là những bài học kinh nghiệm quý giá trong nghề. Và trở về với cơ sở Trạm Y tế xã, nơi bác sĩ Hà công tác, vốn trước đây chỉ thực hiện các nhiệm vụ như tiêm chủng, khám chữa những bệnh nhẹ, thì nay đã đông lượt bệnh nhân hơn và thực hiện cả những xét nghiệm siêu âm thay vì đi khám chữa bệnh ở tuyến trên. Rất là vất vả, mặc áo chống dịch nó nóng mà nhưng mà cũng phải khắc phục, trực tiếp điều trị, kê đơn làm bệnh án xuống với lại bệnh nhân, cũng học hỏi được chuyên môn, nghiệp vụ. Trải qua những cam go của dịch bệnh, nhất là khi ứng phó với các tình huống trong quá trình điều trị, các nhân viên y tế cơ sở đã tích cực phối hợp, kết nối và tư vấn từ các tuyến trên để hỗ trợ hướng dẫn và có hướng xử lý điều trị ca bệnh. Cùng với đó, đối mặt với những áp lực về số ca bệnh tăng cao, lượng công việc cũng từ đó mà tăng lên không nhỏ. Những y bác sĩ đã nhanh chóng thích nghi, vừa làm vừa học hỏi và hoàn thành tốt mọi công việc. Từ đó, đúc rút kinh nghiệm, kỹ năng để vững vàng hơn, trưởng thành hơn. Sau khi mà dịch giã đã ổn định rồi thì số bệnh nhân đối với trạm đã tăng lên. Thế rồi đối với các y bác sĩ ở đây thì cũng đã có cái kinh nghiệm triển khai các công việc về công tác khám chữa bệnh, và các mọi mặt công tác của trạm y tế cũng được nâng lên. Phải thấy rằng là cái vai trò của y tế cơ sở hết sức quan trọng, các bác sĩ, y sĩ điều dưỡng ở y tế các trạm y tế các tuyến cơ sở, có những cái thời điểm đỉnh dịch thì các đồng chí đã làm việc vượt công suất rất nhiều lần để hoàn thành các cái nhiệm vụ. Như lửa thử vàng, các y bác sĩ tại tuyến cơ sở ngày càng có những bước trưởng thành quan trọng, để rồi từ đây công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sẽ được nâng cao hơn, đáp ứng với mong đợi của người dân và góp phần quan trọng trong phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế nhanh, bền vững, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành thông báo số 51 ngày 27 tháng 2, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2023.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Năm, tuần thứ Tư hàng tháng, bắt đầu từ 8 giờ. Nếu trùng vào ngày nghỉ lễ Tết thì sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo sau đó. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thay. Địa điểm tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, địa chỉ đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Thành phần tham gia các buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở ngành như Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban tiếp công dân tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác có liên quan khi được yêu cầu. Để công tác tiếp công dân đạt hiệu quả, công dân có đơn đăng ký và gửi nội dung tại trụ sở tiếp công dân tỉnh trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp đăng ký sau ngày 20 hàng tháng sẽ chuyển sang tháng tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã ký. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra hội nghị triển khai thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng 4 tỉnh, thành phố Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hội nghị là sự cụ thể hóa những thỏa thuận được ký kết tại tỉnh Quảng Ninh vào tháng 7 năm 2022. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu những liên kết chính trong sáng kiến nhằm phát huy lợi thế so sánh, tạo không gian phát triển mới cho 4 tỉnh, thành phố này. Sáng kiến kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông dựa trên hành lang cao tốc Hà Nội Hải Phòng, móng cái dài khoảng 280 km, nối một đầu là thủ đô Hà Nội, một đầu là cửa khẩu móng cái thông với thị trường Trung Quốc. Đây không chỉ là trục giao thông hiện đại nhất cả nước mà còn là trục phát triển cho 4 tỉnh, thành phố Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh với nhiều không gian phát triển, trục liên kết ngang được mở ra. Các địa phương trong vùng cũng có thể sử dụng 3 sân bay quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn và hệ thống các cảng biển quốc tế. Tầm quan trọng của mối liên kết này đã được nhấn mạnh tại diễn đàn tổ chức ở tỉnh Quảng Ninh tháng 7 năm 2022. Ngày nay, các con đường cao tốc đóng vai trò như dòng sông khi xưa tạo ra và kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị mới. Do đó, trục cao tốc phía Đông chính là tiền đề cho sự kết nối kinh tế 4 tỉnh thành. Quan trọng hơn nữa, cả 4 địa phương đều cho thấy sự năng động trong phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh được đánh giá là thuận lợi hàng đầu Việt Nam. Quảng Ninh và Hải Phòng dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021, trong khi Hải Dương và Hưng Yên là những địa phương có xếp hạng cao và tiến bộ mạnh mẽ nhất cả nước. Liên kết kinh tế 4 địa phương sẽ mở rộng không gian phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. 4 địa phương khi liên kết lại sẽ có đầy đủ tiềm năng và điều kiện để tạo thành một khu vực kinh tế phát triển năng động, đáp ứng mong mỏi và khát vọng phát triển của người dân, của doanh nghiệp và vì sự thịnh vượng chung của 4 tỉnh, thành phố. Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ diễn đàn này gồm 8 liên kết chính. 1 là liên kết xúc tiến thương mại đầu tư, 2 là liên kết giao thông và logistics, 3 liên kết phát triển chuỗi cung ứng sản xuất, 4 là liên kết phát triển du lịch, 5 là liên kết cải thiện môi trường kinh doanh, 6 là liên kết đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, 7 là liên kết bảo vệ môi trường phát triển bền vững và 8 là liên kết trong nông nghiệp, chế biến nông sản và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Những liên kết này nhằm tạo ra một cực tăng trưởng, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường kinh doanh đồng bộ, mở rộng không gian kinh tế, tăng hiệu suất và năng lực cạnh tranh của cả 4 địa phương, đồng thời cũng phát huy tối đa lợi thế so sánh của từng địa phương, trong đó lợi thế lớn nhất của Hưng Yên chính là phát triển công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao. Chúng tôi hiện nay là rất thế mạnh phát triển công nghiệp. Vì công nghiệp của chúng tôi hiện nay chúng tôi cứ có lợi thế mà có thể liên kết vùng với 4 tỉnh, là giáp thủ đô Hà Nội. Và đến Hà Nội chúng tôi, các công nghiệp này chỉ đến quốc phòng 30 đồng hồ thôi. Đến cả Hải Phòng, rồi Quảng Linh chỉ còn trên 1 tiếng và dưới 1 tiếng thôi. Rất là nhanh. 8 khu công nghiệp đang triển khai hầu như lấp đầy hết. 7 khu công nghiệp đang triển khai thì không có gì thay đổi. Đến năm 2025 là chúng tôi đã giải phóng xong toàn bộ. Hiện nay các cái nhà đầu tư, các hạ tầng khu công nghiệp ở đây cũng rất có tiềm năng. Ví dụ như khu công nghiệp Hòa Phát này, Yên Mỹ 2, khu công nghiệp số 1 này, công nghiệp sạch toàn quốc này,
khu công nghiệp Thổ Hoàng, khu công nghiệp số 3, số 4. Mô hình tổ chức thực hiện liên kết này là hội đồng kết nối tiểu vùng gồm hai đồng chí chủ tịch là chủ tịch VCCI và một chủ tịch tỉnh thành phố trong vùng cử luân phiên hàng năm. Các phó chủ tịch và ủy viên hội đồng là các chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân 4 tỉnh thành phố. Thành lập ban thư ký hội đồng là cơ quan giúp việc và hội đồng doanh nghiệp vùng là cơ quan kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong vùng. Trong mô hình này, VCCI giữ vai trò thường trực công tác điều phối hoạt động kết nối kinh tế 4 tỉnh thành phố. Vâng, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Mối liên kết kinh tế trục cao tốc phía đông giữa Hưng Yên và 3 tỉnh thành bạn chính là nhằm tạo sức mạnh bó đũa để cùng nhau phát triển, vươn ra tầm khu vực và quốc tế. Những nội dung chính của hội nghị triển khai thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía đông diễn ra vào ngày mai tại Hưng Yên sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua huyện Yên Mỹ có tổng chiều dài 2,5 km với diện tích nằm trong phạm vi cần giải phóng mặt bằng trên 50 ha. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng. Dự án đi qua hai xã Hoàn Long và Đồng Than. Đến nay, bộ phận chuyên môn của huyện đã kiểm đếm và lập phương án bồi thường hỗ trợ cho 231 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. 34 hộ gia đình có đất ở nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than có 25 hộ dân mặc dù chưa nhận tiền đền bù nhưng đã tự nguyện di rời phần mồ mả nằm trong dự án đường vành đai 4 và khu tái định cư. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trong thời gian tới, huyện Yên Mỹ thực hiện nhanh các bước ban hành thông báo thu hồi đất, lập công khai phương án bồi thường hỗ trợ thẩm định, phê duyệt phương án hỗ trợ và tổ chức chi trả tiền cho người dân vào trung tuần tháng 5. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên phối hợp với các sở ban ngành tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình là cuộc đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng nhằm nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý thao gỡ. Dự hội nghị có đại diện các sở ngành liên quan, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, văn phòng tỉnh ủy, các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, các doanh nghiệp và các khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023, kết quả cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 84.723 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước đó. Hội nghị đã phân tích thảo luận về những khó khăn vướng mắc mà các khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp gặp phải trong việc tiếp cận với nguồn vốn vay, trong đó nổi cộng nhất các doanh nghiệp đều mong muốn được hạ lãi suất cho vay, đồng thời là các vấn đề về hồ sơ các tài khoản đảm bảo của doanh nghiệp, vướng mắc về chứng nhận tài sản trên đất. Đại diện Ngân hàng Nhà nước và các sở ngành đã đối thoại và giải đáp các vấn đề của các doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại trực tiếp giải đáp khi doanh nghiệp có ý kiến, các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tập hợp gửi kiến nghị thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ phía các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can trong vụ án lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2003 đến năm 2007 tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. 8 bị can bị khởi tố, bị bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc gồm Đỗ Chí Hào, sinh năm 1961, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dị Sử; Vũ Duy Bình, sinh năm 1963, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dị Sử; Nguyễn Kim Dương, sinh năm 1959, nguyên bí thư Đảng ủy xã Dị Sử; Vũ Văn Ngọc, sinh năm 1971, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dị Sử; Nguyễn Quang Phục, sinh năm 1964, bí thư Đảng ủy phường Dị Sử; Đặng Đình Tâm, sinh năm 1957, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dị Sử, nhiệm kỳ 2000-2005.
Vũ Thị Dung, sinh năm 1966, nguyên đảng ủy viên, cán bộ tài chính, thủ quỹ, ủy ban nhân dân xã Dị Sử, và Đỗ Chí Thanh, sinh năm 1960, nguyên cán bộ địa chính xã Dị Sử. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2003 đến năm 2008, chính quyền địa phương xã Dị Sử, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào và các thôn của xã đã bán và giao đất trái thẩm quyền với diện tích gần 69.000 m2 bằng 640 suất đất. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 7 trung tâm đăng kiểm xe ô tô. Sau khi một số trung tâm đăng kiểm bị ngưng hoạt động đã dẫn đến tình trạng ùn ứ lượng lớn xe đi đăng kiểm tại hai trung tâm đăng kiểm 8904D và 8907D. Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hai trung tâm đủ nhân lực và điều kiện hoạt động là trạm 8904D tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang và trạm 8907D tại xã Vũ Xá, huyện Kim Động. Tại trung tâm đăng kiểm 8907D, trước đây do vắng khách với 3 đăng kiểm viên chỉ làm được 10 đến 12 xe mỗi ngày, nhưng giờ lượng xe qua trung tâm này tăng gấp 7 lần. Theo dự báo của một số trung tâm đăng kiểm, nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ tăng cao trong thời gian tới, nên việc bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ đăng kiểm viên để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện là rất cần thiết và cấp bách, nếu không sẽ dẫn tới tình trạng ùn tắc quá tải nghiêm trọng, người dân và doanh nghiệp vì không được kiểm định đúng hạn.